đời người đơn giản, chỉ gói gọn trong 10 câu nói, hiểu được thì thảnh thơi vui vẻ. Kính thưa quý vị, cuộc sống giống như một ly trà, bất luận đầy hay phơi, nóng hay lạnh, nồng hay nhạt, cũng đều có dư vị riêng của nó. Con người cũng vậy, chẳng ai giống ai. Mỗi người có một lý tưởng, một cách sống riêng. Có người ôm giấc mộng giàu sang, có người mong được sống an nhàn, có người lại chỉ cần một tâm hồn thư thái. Thế nhưng, giữa cuộc sống đầy bon chen này, con người rất khó giữ được trạng thái vô lo vô nghĩ, không ưu phiền vấn vương. Người ta cứ mải chạy theo những điều phù phiếm trước mắt mà quên mất những giá trị thật sự của đời người. Kỳ thực, cuộc sống đôi khi đơn giản hơn chúng ta tưởng rất nhiều. Chỉ có điều chúng ta hay tự biến nó thành một mớ bỏng bong, để rồi cứ phải mải miết đi tìm kiếm câu trả lời cho một cuộc sống thảnh thơi những ngày sau. Nếu có thể, hãy vào trong một căn phòng kín, tĩnh tâm, ngồi ngẫm nghĩ 10 chân lý dưới đây. Và khi đã tỉnh ngộ ra, bà sẽ cảm thấy cuộc sống mới dễ chịu làm sao. 1. Phúc họa. Tích đức tuy rằng chẳng ai thấy, nhưng làm việc thiện luôn có trời đất chứng giám. Con người lương thiện, dù phúc chưa tới, nhưng họa đã tự khắc rời xa. Con người tà ác, dù họa chưa tới, nhưng phúc đã tự khắc rời xa. Làm việc thiện giống như là cỏ mọc trong vườn xuân, dù không trông thấy tăng trưởng, cũng vẫn cứ lớn dần đều. Làm việc ác giống như mài dao trên đá, dù không trông thấy tổn hại, cũng vẫn hao mòn từng ngày. Phúc hay họa đều tại tâm. Điều đáng sợ khi làm việc ác không phải là lo người khác phát hiện, mà là tự bản thân biết. Điều đáng mừng khi làm việc thiện không phải là được người khác tán dương, mà là tự bản thân cảm thấy thanh thản. 2. Khoảng trống. Chừa cho mình một khoảng trống sẽ khiến tâm hồn thêm linh hoạt, thoải mái. Lúc thuận buồm xuôi gió, chừa ra một khoảng trống để suy ngẫm. Đừng để sự đắc ý làm lu mờ đầu óc. Lúc khó khăn gian khổ, chừa ra một khoảng trống để trấn an. Đừng để sự khổ đau làm ngột ngạt tâm hồn. Lúc bộn bề phiền muộn, chừa ra một khoảng trống cho niềm vui, để bao lo lắng tan thành mây khói, nụ cười sẽ tự khắc gia tăng. Lúc cô đơn lạc lõng, chừa ra một khoảng trống cho bạn bè, bởi những người bạn thực sự chính là một phần trong cuộc sống của ta. Chừa ra một khoảng trống không chỉ là chân lý trong cuộc sống, mà còn là trí tuệ của đời người. 3. Cảm ơn. Cảm ơn người đã tổn thương ta, bởi họ đã giúp bạn tu luyện ý chí. Cảm ơn người đã lừa dối bạn, bởi họ đã giúp bạn tăng thêm kiến thức. Cảm ơn người đã đánh đập bạn, bởi họ đã giúp bạn tiêu trừ nghiệp chướng. Cảm ơn người đã rời bỏ bạn, bởi họ đã giúp bạn biết cách tự lập. Cảm ơn người đã xô ngã bạn, bởi họ đã giúp bạn trở nên mạnh mẽ. Cảm ơn người đã chỉ trích bạn, bởi họ đã giúp bạn quyết định thần lại. Cảm ơn tất cả những người đã giúp bạn trở nên kiên cường, thành công hơn. Trong cuộc đời này, cần phải biết mang ơn thì cuộc sống mới càng thêm nhiệm màu. 4. Tùy duyên. Nhân sinh cũng giống như một ly trà, đong đầy cũng tốt mà phơi nửa cũng chẳng sao, cần chi phải tranh giành. Nồng đậm cũng tốt mà nhạt nhẽo cũng được, vẫn đều có hương vị riêng. Vội vàng cũng tốt mà chậm chạp cũng được, vậy thì đã làm sao? Ấm áp cũng tốt mà lạnh lẽo cũng được, chỉ cần nhìn nhau cười một cái thôi. Cuộc sống bởi vì để tâm cho nên mới đau khổ, bởi vì nghi ngờ cho nên mới tổn thương, bởi vì xem nhẹ cho nên mới vui vẻ, bởi vì đạm bạc cho nên mới hạnh phúc. Chúng ta đều là những vị khách qua đường của đất trời, có rất nhiều việc chúng ta không thể làm chủ được. Bởi vậy nên, hãy cứ để vạn sự tùy duyên đi. 5. Độ lượng. Con người sống ở trên đời, không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch, rõ ràng. Bởi nước trong quá thì không có cá, còn người thanh cao quá thì không ai chơi. Khi bạn tranh giành với người nhà, tình thân sẽ rạn nứt. Tranh giành với người yêu,
tình yêu sẽ phai nhạt. Tranh giành với bạn bè, tình nghĩa sẽ tan vỡ. Tranh giành là lý trí, nhưng thua lại là tình cảm, tổn thương vẫn là chính mình. Đen là đen mà trắng là trắng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Buông bỏ sự cố chấp của bản thân, là một người độ lượng, làm việc không so đo, sẽ thắng cả cuộc đời. Thêm một chút hòa nhã, một chút dịu dàng, cuộc sống sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời. 6. Giàu nghèo. Người biết đủ, dù ngủ trên nền đất, vẫn cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Người không biết đủ, dù ở giữa thiên đường, vẫn giống như đang bị đày đọa dưới địa ngục. Trong cuộc đời này, tâm hồn giàu có là thứ quan trọng nhất. Nếu ước vọng chỉ bó hẹp trong vật chất, thì dù có nhiều tiền mấy, vẫn thấy không đủ. Đó chính là nghèo khó. Trái lại, cuộc sống vật chất nghèo nàn cũng không gây ảnh hưởng tới tâm hồn thanh cao khoáng đạt, mà vẫn sống tự do tự tại. Đó mới thật sự là giàu có. 7. Độ lượng. Con người sống ở trên đời, không cần thiết việc gì cũng phải quá minh bạch rõ ràng. Bởi nước trong quá thì không có cá, còn người thanh cao quá thì không ai chơi. Khi bạn tranh giành với người nhà, tình thân sẽ rạn nứt. Tranh giành với người yêu, tình yêu sẽ phai nhạt. Tranh giành với bạn bè, tình nghĩa sẽ tan vỡ. Tranh giành là lý trí, nhưng thua lại là tình cảm, tổn thương vẫn là chính mình. Đen là đen mà trắng là trắng, thời gian sẽ chứng minh tất cả. Buông bỏ sự cố chấp của bản thân, là một người độ lượng, làm việc không so đo, sẽ thắng cả cuộc đời. Thêm một chút hòa nhã, một chút dịu dàng, cuộc sống sẽ tràn ngập ánh nắng mặt trời. 8. Giàu nghèo. Người biết đủ, dù ngủ trên nền đất, vẫn cảm thấy như đang ở trên thiên đường. Người không biết đủ, dù ở giữa thiên đường, vẫn giống như đang bị đày đọa dưới địa ngục. Trong cuộc đời này, tâm hồn giàu có là thứ quan trọng nhất. Nếu ước vọng chỉ bó hẹp trong vật chất, thì dù có nhiều tên mấy, vẫn thấy không đủ. Đó chính là nghèo khó. Trái lại, cuộc sống vật chất nghèo nàn cũng không gây ảnh hưởng tới tâm hồn thanh cao khoáng đạt, mà vẫn sống tự do tự tại. Đó mới thật sự là giàu có. 9. So đo. Tạo điều kiện thuận lợi cho người khác chính là tạo phúc cho bản thân về sau. Nhân tâm vốn tương thông, bạn nhường người ta một bước, người ta sẽ kính bạn một thước. Lòng người cũng giống như con đường, càng so đo, con đường càng thu hẹp, càng rộng lượng, con đường càng rộng mở. Không tính toán với người quân tử, họ sẽ trả lại bạn sự kính trọng. Không so đo người khác, họ sẽ chẳng bày mưu tính kế với bạn. Khoan dung dường như là phải nhường cho người ta, nhưng kỳ thực lại là mở cho chính mình một con đường. 10. Buông bỏ. Có những việc hôm nay được xem là chuyện lớn, nhưng ngày mai lại chỉ là chuyện nhỏ. Việc xảy ra trong năm nay, dù có lớn tới mấy thì sang năm chỉ còn là câu chuyện. Việc xảy ra trong kiếp này, dù có to lớn cỡ nào thì sang kiếp sau cũng chỉ là truyền thuyết. Chúng ta cùng lắm chỉ là những người có câu chuyện mà thôi. Khi gặp khó khăn trong cuộc sống hay trong công việc, hãy tự nhủ với bản thân rằng hôm nay sẽ qua đi, ngày mai rồi sẽ tới, một ngày mới sẽ lại bắt đầu. 11. Giản đơn. Tâm đơn giản, cuộc sống cũng trở nên giản đơn, rồi hạnh phúc sẽ tự sinh sôi. Tâm tự do, cuộc sống cũng trở nên tự tại. Đến đâu cũng tự tìm thấy niềm vui. Lúc đắc ý cần xem nhẹ, khi không như ý hay nghĩ thoáng. Cuộc đời có rất nhiều thứ có thể buông bỏ được, chỉ có buông xuống được thì mới cầm lên được. Khoan dung hơn một chút, rộng lượng hơn một xíu, vẫy vẫy tay, cười một cái, hết thảy những chuyện không vui đều sẽ trở thành quá khứ. 12. Nhân tâm. Đừng coi sự lương thiện của người khác là mềm yếu, bởi đó là một loại độ lượng. Đừng xem sự khoan dung của người ta là nhu nhược, bởi đó là một kiểu từ bi. Người tâm tính tốt không dễ nổi nóng, nhưng không có nghĩa là họ không biết tức giận. Người lãnh đạm chỉ giả vờ hồ đồ,
nhưng không có nghĩa họ nhìn không thấu. Tình cảm không thể qua loa đại khái, nhân tâm không thể đem ra chơi đùa, duyên phận không thể phung phí bừa bãi. Lấy tình đổi tình mới có được tình yêu thật sự, yêu thương bình đẳng mới có được tình cảm chân chính.